Các bạn thân mến, để giúp một số bạn hiểu rõ hơn bài viết trong phần văn hóa, chúng ta sẽ tạm dịch bài này. Mời bạn theo dõi bản gốc trong sách học nhé. Giải thưởng của công tước xứ Edinburgh. Bạn có mong muốn học cách leo núi, hay làm việc ở một khu bảo tồn động vật? Đó là những phần việc mà bạn Andrea Black và Jenny Smith đang làm trong chương trình giải thưởng quốc tế công tước xứ Edinburgh. Giải thưởng khuyến khích các bạn trẻ tham gia các hoạt động thú vị về văn hóa, xã hội cũng như các hoạt động thám hiểm trong thời gian rảnh rỗi. Phu quân của Nữ hoàng, công tước xứ Edinburgh, đã khởi đầu giải thưởng này vào năm 1956. Ông bắt đầu giải này vì ông muốn các bạn trẻ có cơ hội học cách giúp đỡ lẫn nhau và người khác. Giải thưởng này dành cho mọi người ở độ tuổi từ 14 đến 25 và có 3 cấp bậc: Đồng cho những bạn ở tuổi 14 trở lên, Bạc cho những bạn 15 tuổi trở lên và Vàng cho những bạn ở tuổi 16 trở lên. Các bạn phải hoàn thành 4 hoạt động để giành được giải thưởng này. Tham gia hành trình thám hiểm, đi bộ đường dài, trèo xuồng kayak hoặc leo núi. Học hỏi thêm một kỹ năng thiết thực, hoặc kỹ năng giao tiếp xã hội. Tất cả mọi thứ, từ hội họa cho đến thu âm. Tham gia một thử thách về thể chất, ví dụ, học tập, hoặc cải thiện một môn thể thao nào đó. Làm các công việc tình nguyện, giúp đỡ các người dân, hoặc môi trường, những người bị khuyết tật, người già, hoặc gây quỹ từ thiện. Các bạn trẻ thường tham dự giải thưởng, tại một câu lạc bộ công tước xứ Edinburgh, ở trường học hoặc tại các tổ chức thanh thiếu niên địa phương các bạn ấy quyết định những việc mình sẽ làm và viết kế hoạch thường mất khoảng một tới ba năm để có thể kết thúc một giải thưởng như vậy các bạn đã có thể hiểu rõ hơn bài học này hãy tự tin làm tất cả bài tập trong giáo trình của mình nhé tạm biệt và chúc bạn học giỏi